làm số lượng nhiều á là phải thật cẩn thận. Rồi. Đó. Bây giờ thì Mai sẽ cắt tôm ra nha. Đó. Đã xong, bây giờ thì Mai sẽ cắt xoài. Đó, tôm ngon chưa cô chú anh chị bạn, sạch bóng luôn nhá. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Tới đây là Mai sẽ phục vụ cho 140 người và đây là công đoạn cuối cùng để Mai chuẩn bị hoàn thành cái bữa tiệc hôm nay. Ngày hôm qua đó thì Mai đã chuẩn bị món chính nhá. Bevochi với lại gia tandofiloa. Bevochi với lại món khoai tây nấu kem là ngày hôm qua. Và hôm nay đã thì Mai sẽ chuẩn bị món khai vị và l'aperitif. L'aperitif là cái món Mai để trong ly đấy, là Mai chọn món salad tôm xoài. Thì tôm Mai vừa bóc xong này, nhặt sạch này, cắt hạt lựu này. Thì bây giờ Mai sẽ gọt xoài. Nhưng mà xoài hôm nay là không được như ý nhá. Không được ngon lắm. Nói chung là xoài mua là trời ơi, xoài như là xoài xanh xoài sượng vậy hả? Không được nghĩ luôn. Không ngon. Có một chút chua chua. Thất vọng. Khay này thì Mai biết rất là ngon, nhưng mà đây là không phải là cái xoài giống như Mai muốn là nó phải cứng ấy, nhưng mà cái xoài này đó, khi mà mình đảo nhiều ấy nó sẽ bị lát đấy. Cô chú anh chị bạn thấy màu xoài đẹp, Mai biết là rất là ngon, nhưng mà Mai muốn mua cái loại xoài nó cứng một chút ấy, tại vì mình làm số lượng nhiều quá, Mai không muốn là khi mà mình đảo nhiều nó bị nát ấy, thì nó sẽ không ngon, nên là Mai mới chọn cái loại xoài cứng kia, nhưng mà không được như ý. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không, nấu ăn đó, đôi khi mình phải thật cẩn thận. Hôm nay là ngày cuối rồi, chiều mà tối đây là phục vụ khách rồi nên là mình không thể chạy đi mua được ấy. Mai thì Mai cẩn thận, Mai phòng bị mua thêm, nhưng mà Mai biết cái loại này ngon rồi, nhưng mà cái này thì phải trộn làm nhiều lần, chứ nếu mà mình mà trộn nhiều á mà mình đảo á nó sẽ bị nát ra. Mà nhiều khi mà Mai chia sẻ làm món salad tôm xoài đó, khi mà mua được cái xoài ngon, Mai đảo nó rất là ngon, nó hơi dai dai đó, thì nó hợp với lại làm cái món salad tôm xoài hơn. Nhiều khi mà Mai mua cái loại xoài ngon như này này, rất là ngon, vị ngon, thơm ngon lắm, ngọt, thì mình đảo nhiều ấy nó sẽ bị nát. Thế nên là khi mà Mai chia sẻ thì cô chú anh chị bạn có thể thấy là cái nước xoài nó ra mà cái xoài nó hơi bị nát ấy, thì nó mất ngon. Mà mình làm số lượng ít thì không sao nhá, nhưng mình làm số lượng nhiều ấy là có sao đó. Tại vì là cô chú anh chị bạn thấy ngon đó. Nên là cái xoài này phải cẩn thận, chắc là tí nữa nếu mà Mai chạy đi mua thêm thì Mai phải mua thật cứng rồi, cứng nữa thì xem là như nào, tại vì Mai bóc cũng hơi mềm tay một chút đấy, chắc là Mai mua cứng hơn để xem là nó sẽ như thế nào. Tại vì đây là cái xoài gì, xoài ngọt, nó rất là nhiều nước chứ không phải là cái loại xoài dai. Loại xoài dai thì mình không có sợ nhá, mình có đảo thế đảo nữa thì
khi miếng xoài vẫn còn nguyên, thanh xoài vẫn còn nguyên không ảnh hưởng. Mà cái xoài này đã càng đảo càng ra nước này. Đó. Mà xoài này ép nước thì lại ngon, ăn thì lại thích. Nó có ưu điểm và nhược điểm như vậy ạ. Nó rất là ngon ngọt, thơm. Chắc là cứ phải đi chọn những quả xanh xanh như này. Đó, cô chú anh chị bạn thấy màu xoài đẹp chưa? Không chê mắt mình đấy. Nên khi nó chơi quá rồi là khỏi dùng gọt luôn mà phải dùng dao. Quả đây là đầu bảo tay không nghe đây. Bài của Mai đã xong nhá. Thì bây giờ Mai sẽ thái hạt lựu ra. Đây là cái quả xoài mà Mai thấy nó cứng hơn ấy, thì Mai sẽ để riêng nhá. Để riêng để mình dễ phân biệt. Đó. Đấy, xoài xanh mình sẽ để riêng ở đây nha. Xanh hơn. Xong một cái là Mai đậy nắp lại vào ngay. Đó, giờ thì Mai sẽ cắt xoài chín hơn. Đó. Mai không nâm cắt nhỏ nữa nhá. Nếu mà là cái xoài là xoài xoài dai đó là Mai sẽ cắt nhỏ nữa, nhưng mà cái này nó. Bonjour chef. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Bien. Les grenouilles ont été bonnes, m'a dit Laurent. Oui. Hein? Salade de mangue? Oui, salade de mangue. D'accord. Mais c'est problème que la mangue ils sont très bons mais ils sont juste. Juste à peine mûrs encore. Ils sont juste. Des fois je mets en dessert. Oui. Je mets un peu de bergamote. Bergamote c'est une grosse agrume. Oui. En Italie. Ah. Qui est un mixte entre citron vert et pamplemousse. Ah d'accord. Et donc ça donne un petit côté acidulé. Oui. Avec la mangue j'aime beaucoup. Oui. Tout à l'heure je donne le jus de citron aussi dedans. Et des fois, je fais le verveine. Oui. Que je mets avec un peu d'eau, un peu de sucre. Oui. Je fais cuire, je fais réduire. Oui. Je passe au chinois. Oui. Et je mets ce petit jus de verveine avec. Ah, mais vous, c'est bien cuisiné, c'est vous. Oui, j'aime bien ça. Ah, ouais. Mais c'est vrai chef, là, c'est pas moi. Non. C'est pour rire, moi, j'aime bien faire. Mais j'aime bien, surtout quand il y a du monde qui vient à la maison. D'accord, goûtez encore. Oh, ben, ça va aller, je peux. Oui, c'est du fruit, c'est droit. Oui, ça va. C'est pas fait attention la ligne. Non. Đây đây, bác này đấy. Dễ thương chứ, hay cho rượu Mai lắm. Bác ấy thích nấu ăn. Mà bác ấy, bác còn nấu, tự nấu rất là giỏi. Chín. Merci. Meilleur celle-là. Oui. Le goût plus profond. Oui. Plus intense. Oui. Merci. Merci. Bon samedi. Au revoir. Merci. Đây là xoài để Mai ăn. Đó, rồi đây là những cái góc cạnh nha. Nó nát quá phải thưa cô chú anh chị bạn. Chín quá thì đúng hơn chứ không phải nát. Đó, bây giờ thì bỏ cái này đi rửa. Đó, tổng xoài của Mai nhé, xanh hơn một chút này. Chín vàng hơn này. Đó, bây giờ thì Mai sẽ phim lại và Mai cất đi. Đó, bây giờ thì Mai sẽ trộn món salad tôm xoài nhé. Nên là Mai sẽ cho trước. Đây là hành nhá. Bốn củ hành tím cho một cân tôm. Bốn củ hành tím to đấy.
Bây giờ thì Mai cho rét cái chi thông vào. Là cái vỏ, vỏ chanh hôm qua Mai là Mai cắt đấy. Nó rất là thơm luôn. Rồi. Bây giờ Mai sẽ cho một cái bí quyết thần thánh của Mai, đó là nước mắm. Mai cho Mai lấy hết bên trên nó có tỏi nhá, để cho nó có chút tỏi chút cay ấy. Thế thôi. Tại vì bản thân tôm nó cũng vừa rồi đó. Tí nữa thì Mai cho nước cốt chanh vào. Đó. Bây giờ thì Mai sẽ trộn loại xoài. Xoài cứng trước để cho vào. Cái gì cũng phải có cái này nhá. Hôm qua chanh Mai lấy vỏ đó. Thì hôm nay Mai lấy cái nõi Mai dùng nhá, để cho vào trong tôm này. Mình không có sợ nhá. Cái này đó, nó sẽ chua hơn. Nó sẽ Mai sẽ trộn trước ấy, nên là Mai sẽ cho nó chạy đều tôm. Còn cái xoài thứ hai ấy, nó đã chín rồi thì mình chỉ đảo qua thôi. Rồi. Giờ tụi Mai sẽ đảo đều lên, cho nước chanh này nó ra. Đó. Bao giờ thì phải nêm nếm thử nha, tại vì nó rất là chua rồi, cái này là chắc chắn rồi. Quả này là tôm nó nặng nên nó sẽ bị xít đấy cô chú anh chị bạn. Bây giờ thì Mai sẽ trộn xoài kia rồi Mai cho xoài vào đây. Giờ Mai nêm nêm xem tôm như nào để Mai biết đường Mai trộn xoài. Đó. Tôm của Mai thì hơi mặn một chút mà thiếu chua. Nên là Mai sẽ phải cho cái này vào luôn để cho nó bọc ấy. Cho hết được vào. Và khi mà mình cho rau mùi ngò đó mới lại húng vào trong dầu đó thì nó sẽ không bị đen, nó sẽ giữ được cái độ xanh của lá. Rồi. Giờ thì Mai sẽ nhéo xoài bên đây. Mai cứ cho ít một cái này nhá, nó không có bị lát á. Tại vì đổ vào kia là sẽ trộn, là sẽ bị nát ấy. Mai rất là lo. Mai cho một ít dầu ô liu vào để tránh nó, cho nó có độ trơn ấy. Nó sẽ không bị lát nếu mà mình đảo. Trời ơi, mỗi lần đảo một cái là thấy nó vỡ, rất là lo. Cô chú chị bạn thấy không? Một phần còn lại xoáy nó ra nước nhiều lắm, Mai sợ luôn này.
là Mai sẽ đổ vào đây. À, làm số lượng nhiều là phải thật cẩn thận. Nêm xong là Mai không có trộn nữa nhé, nó sợ trộn nó sẽ bị nát ấy. Không dám trộn luôn. Rồi. Giờ nêm. Giây phút ăn nếm, phải nếm làm sao vừa xoài vừa tôm nhỉ. Mai nghĩ là ngon. Ok, món salad tôm xoài của Mai đã xong. Bây giờ thì Mai sẽ cho vào hộp cắt đi để mình bây giờ Mai sẽ phim lại. Mai cất vào tủ lạnh.